giờ nó đói bụng lắm á. Xin chào các bạn nha, hôm nay mình lại tiếp tục quay cảnh núi khỉ Vi Ba. Mấy chú khỉ được mọi người lên cho ăn nha. Đây, hôm nay có hai bạn trẻ tên Thúy và Nhi lên cho mấy chú khỉ mình ăn, mà các bạn xem nha. Hôm nay thứ ba, các em học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm. Chờ hôm nay cũng ui giống như đang có bão á. Thành ra là sáng giờ mấy con khỉ ít có người cho lên cho ăn quá. Mấy anh đói bụng à. Giờ có hai bạn này lên nữa, mấy con khỉ nó tủa ra, nó xin ăn quá trời luôn. Nhìn cũng vui hết. Con bên đây nè, con bố nè, con đầu đàn nè, đó còn ở đó con này nè, đó không, nó hiền, nó hiền, nó đàng hoàng lắm. Đúng rồi. Ê, đừng rơ, nguyên tắc là không có được đụng vào nó. Cho nó ăn, đàng hoàng, nó cầm nó ăn đàng hoàng, cho nó nhiều một chút đó. Nó đúng rồi. Sau lưng nè. Đây con ở dưới nè, dưới chân nè. Cho nó hột, đừng la, cho nó hột. Đừng có la, cho nó hột đi. Trả lại. Thôi đừng lấy lại, nó cắn á. Quay qua đây nè, cho cái đám này nè. Rồi, cho nó ăn đi, con nào cũng được. Vậy nó mới vui. Nó phá trong kia à. Đó, đúng rồi đó. Cho nó ăn đi. Giờ đầu nó cũng được. Wow, quá trời luôn.
hai mẹ con đúng rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đừng có la, đừng có la, cứ cho nó ăn bình thường. Do mình sợ thôi chứ không có sao đâu. Sáng giờ nó bụng á, giờ nó xuống quá trời luôn. Còn mì gói không? Em ra luôn. Tăng cường, tăng cường. Mì cay nhưng mà mì nó không cay, cái vị nhân hương vị với cái vị nó mới cay, chứ còn cái cọng mì nó đâu cay. Đã nói đừng đụng nó. Rồi mì đâu? Mì ra đây. Lại đây.
Thôi video cũng dài rồi, tới đây là chấm dứt nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, một cái comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào nha.